Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay là ngày 29 tháng chạp, là ngày nghỉ đầu tiên trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay và chỉ còn đúng một ngày nữa là chúng ta sẽ bước sang năm mới Tân Sửu 2021. Lúc này mọi người đang tất bật trang hoàng nhà cửa và chuẩn bị mọi thứ để đón một cái Tết ấm cúng, yên vui bên gia đình. Và cảm ơn quý vị đã vẫn chọn trang ngày mới để bắt đầu một ngày của mình. Nhưng trước hết, mời quý vị cùng theo dõi phần tin tức chúng tôi vừa tổng hợp. Với những chính sách khuyến khích thu hút đầu tư và định hướng phát triển có trọng tâm, trọng điểm, tỉnh Sơn La tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp bền vững, đảm bảo sự phát triển xanh, nhanh bền vững theo đúng tinh thần nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ 15 nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân ngành công nghiệp đạt 5% trên năm. Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Sơn La phấn đấu trở thành trung tâm chế biến nông sản của vùng Tây Bắc, tập trung ưu tiên phát triển công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp sinh học thân thiện môi trường công nghiệp chế biến sâu, nông lâm thủy sản và dược liệu đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, công nghiệp năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, nhất là năng lượng gió, năng lượng mặt trời, đẩy mạnh các giải pháp thu hút các nhà đầu tư, huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng các khu cụm công nghiệp để thu hút đầu tư các nhà máy công nghiệp phụ trợ, linh kiện điện tử, công nghiệp công nghệ cao khuyến khích phát triển các nghề và xây dựng mô hình một số làng nghề sản xuất tiểu thủ công nghiệp quy mô nhóm hộ gia đình hướng vào sản xuất hàng tiêu dùng thực hiện chỉ đạo của chính phủ ngân hàng nhà nước Việt Nam thời gian qua hệ thống tín dụng trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh việc thanh toán không dùng tiền mặt trước bối cảnh của dịch bệnh covid-19 diễn biến hết sức phức tạp như hiện nay việc làm này là hết sức cần thiết thực hiện sự chỉ đạo của chính phủ ngân hàng nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh đã tập trung triển khai đồng bộ hiệu quả các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt do đó hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tiếp tục có sự chuyển biến mạnh mẽ trên địa bàn Đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, toàn tỉnh có 1.461 đơn vị trả lương qua tài khoản với 55.695 thẻ ATM. Tổng số dịch vụ thanh toán, dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội qua hệ thống ngân hàng là 754.044 dịch vụ với tổng trị giá 4.458 tỷ đồng. Hầu hết các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh đều đã đưa đến khách hàng các sản phẩm công nghệ số theo hướng đơn giản, thân thiện, tự động và thông minh kết nối với nhiều loại hình dịch vụ trả tiền người tiêu dùng sử dụng hàng ngày. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới từ năm 2016 đến nay, thành phố Sơn La đã huy động gần 650 tỷ đồng để đầu tư xây dựng các công trình, hỗ trợ sản xuất và thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Trong đó, trên 180 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, huy động nhân dân đóng góp 470 tỷ đồng xây dựng 127 tuyến đường giao thông nông thôn với tổng chiều dài trên 215 km, xây mới cải tạo nâng cấp 70 nhà văn hóa bản, 5 sân thể thao xã, 2 trạm y tế, 5 công trình giáo dục và 3 hệ thống điện an toàn nông thôn. Năm 2021, thành phố Sơn La tiếp tục đầu tư nguồn lực kết hợp huy động sự chung tay góp sức của nhân dân để nâng cao các tiêu chí các xã nông thôn mới, tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm, phân đấu có từ 3 đến 4 sản phẩm đạt tiêu chuẩn ô cốp cấp tỉnh, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo vệ môi trường. Thực hiện chủ trương phát triển cây ăn quả trên đất dốc những năm qua, huyện Sóc Cộp đã thực hiện chuyển đổi diện tích đất trồng các loại cây kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao hơn, đồng thời quy hoạch vùng sản xuất tập trung phù hợp với từng xã, thu hút sự vào cuộc của các doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện chủ trương. Trong năm qua, huyện Sóc Cộp đã trồng mới trên 300 ha cây ăn quả các loại, nâng tổng diện tích cây ăn quả toàn huyện lên 1935 ha, sản lượng quả các loại đạt 1.800 tấn. Hiện nay huyện Sóc Cộp cũng đã tiếp tục ra soát vận động nhân dân chuyển đổi diện tích các cây trồng kém hiệu quả sang trồng những loại cây trồng phù hợp với khí hậu thổ nhưỡng của địa phương như cam, quýt, xoài. Cùng với đó, huyện cũng phối hợp với các đơn vị xuất khẩu trồng thí điểm một số loại cây ăn quả có giá trị kinh tế, hỗ trợ ghép mắt cải tạo vườn tạp, đồng thời vận động thành lập mới các hợp tác xã hoạt động trong liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm. Qua đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo và tăng thu nhập cho nhân dân trên địa bàn. Trong năm 2020, Bộ đội phòng tỉnh Sơn La đã làm tốt công tác nắm tình hình, tích cực chủ động phối hợp với lực lượng chức năng và các ủy chính quyền địa phương, kịp thời phát hiện đấu tranh ngăn chặn các hoạt động liên quan đến mua bán vận chuyển trái phép các chất ma túy, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân đề cao ý thức cảnh giác trước thủ đoạn dụ dỗ lôi kéo của các đối tượng buôn bán ma túy. Bộ đội phòng tỉnh Sơn La đã chủ trì và phối hợp với các lực lượng phát hiện bắt giữ 137 vụ, 170 đối tượng, thu giữ gần 75 kg ma túy các loại, 1 kg chất phụ da, 2 khẩu súng, 10 viên đạn, 1 ô tô, 39 xe máy và nhiều tăng vật khác. Với quyết tâm ngăn chặn ma túy ngay từ biên giới góp phần giữ vững an ninh trật tự an toàn xã hội và cuộc sống bình yên cho nhân dân, Bộ đội biên phòng tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cán bộ nhân dân biên giới, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số trong đấu tranh phòng chống ma túy, phối hợp với các lực lượng chức năng của nước bạn Lào trong trao đổi thông tin tình hình, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường tuần tra kiểm soát bảo vệ an ninh trật tự khu vực biên giới và phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Công an tỉnh Sơn La đã tiến hành kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy và kỹ năng cứu hộ đối với chợ trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra đã đánh giá thực trạng việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, thông qua công tác kiểm tra kịp thời phát hiện những thiếu sót tồn tại vướng mắc trong việc triển khai thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy ở cơ sở, những nguyên nhân nguy cơ tiềm ẩn gây ra cháy nổ, tai nạn sự cố để có biện pháp đấu tranh ngăn chặn, đưa ra các giải pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy có hiệu quả, hạn chế thấp nhất nguy cơ và điều kiện cháy nổ có thể xảy ra. Hoạt động kiểm tra đảm bảo đúng quy định tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đặc biệt các đoàn đã kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm về phòng cháy chữa cháy của người đứng đầu cơ sở, kiểm tra hồ sơ theo dõi quản lý hoạt động về phòng cháy chữa cháy lưu giữ tại cơ sở, kiểm tra thực tế các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin tức của chương trình sáng nay, tiếp tục với chương trình mời quý vị đến với câu chuyện ngày mới. Thưa quý vị và các bạn, Xuân Tân Sửu 2021 này, người dân tại nhiều địa phương trên địa bàn huyện Mai Sơn đã có được niềm vui trọn vẹn khi các cây cầu dân sinh được hoàn thành đưa vào sử dụng. Trong nắng xuân ấm áp, những cây cầu ngày nào còn là niềm mơ ước này đã hiện hữu, có phần tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận tiện an toàn, thúc đẩy phát triển kinh tế. Người dân ở bản Mường 1, xã Trường Lương, huyện Mai Sơn rất vui khi được đầu tư xây dựng cầu dân sinh kết cấu bằng bê tông cốt thép vững chãi, tạo giao thông thông suốt kết nối 5 bản trong xã với nhau. Cầu bản 11 được thiết kế với chiều dài 11m, chiều rộng 3,5m, tải trọng 10 tấn được hoàn thành vào cuối tháng 12 năm 2020 vừa qua, đã giải quyết được nhiều khó khăn cho nhân dân. Các phương tiện qua lại dễ dàng, nông sản được giá, ô tô vào tận nương thu mua. Bà con ai cũng vui mừng. Đấy thì vùng sản xuất là chủ yếu là phải qua suối này. Thì vào cái mùa mưa lũ ấy thì nhiều lúc là bà con là đi làm về là không qua suối được. Đấy. Thì cũng rất là khó khăn. Còn cái hàng hóa là như ngô, mía các thứ thì bà con sản xuất ra thì cứ trời mưa là không vận chuyển qua suối được cũng được đảng nhà nước quan tâm thì, thì đầu tư cái cầu này thì cho dân bản chúng tôi thì cũng chúng tôi rất là vui. Trung điểm vui với nhân dân bản 11 xã Trường Lương, huyện Mai Sơn. Bà con nhân dân ở bản Nà Khoang, xã Trường Rong cũng rất vui mừng khi được huyện đầu tư cây cầu tràn qua suối, được hoàn thành vào cuối tháng 12 năm 2020. Đã giúp cho bà con không còn phải đi qua cầu treo tạm bợ các cháu cũng đã tự đến trường. Trước khi mùa mưa lũ chưa có cầu là mới này thì là nhân dân đi lại nó khó khăn, là con em đi học cũng vất vả thỉnh thoảng là phụ huynh đưa, đưa, toàn đưa đi thôi còn à, ô tô thì nó không đi lại được nó bị à, không qua được suối cầu bản à, khoang khánh thành thì bà con nhân dân à, bản khoang à, rất là vui mừng và phấn khởi rất à, cảm ơn đảng nhà nước quan tâm đến bản mình. ngoài nguồn vốn của nhà nước huyện mai sơn đã huy động nguồn vốn xã hội hóa để xây dựng cầu kiên cố cho bà con nhân dân bản lọng khoang xã hát lót Cây cầu với tải trọng 10 tấn đã đáp ứng được nhu cầu vận chuyển hàng hóa nông sản của bà con nơi đây. Trước kia thì chưa có cầu ấy, dân bản chúng tôi ở trong này đi lại rất khó khăn. Mà hơn nữa này, có cái nông sản làm ra ấy, thương lái vào mua thì không nó ép giá hơn nhiều nhưng mà từ có cây cầu này về đến bây giờ ấy thì dân bản trong này rất sung sướng. Theo thống kê của phòng kinh tế hạ tầng huyện Mai Sơn, hiện nay toàn huyện Mai Sơn có 33 cầu cứng vẫn còn 45 cầu treo cầu tạm trên địa bàn 13 xã của huyện nên nhân dân trên địa bàn huyện gặp nhiều khó khăn trong việc đi lại giao thương hàng hóa ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển kinh tế xã hội của địa phương chính vì vậy hàng năm huyện Mai Sơn đều tiến hành giả soát cân đối nguồn vốn để đầu tư xây dựng các công trình cầu dân sinh phục vụ nhân dân chúng tôi phải giả soát lại trên toàn thể địa bàn và căn cứ nguồn lực của địa phương thứ nhất nguồn sự nghiệp giao thông chúng tôi có khả năng để được triển khai thực hiện một số công trình cầu hoặc nguồn vốn ngân sách huyện ngân sách tỉnh và nguồn vốn tự tự nguyện thiện nguyện của các nhóm thiện nguyện để xây dựng nguyên, nên các công trình cầu này đối với công trình mà đối với dòng số uh, nũ mà không đương không lớn thì chúng tôi có thể thêm, sử dụng cái biện pháp là sử dụng tràn và kết hợp cống để làm sao làm, ô tô ô tô đi qua lại được mà đảm bảo yêu cầu mà, mà được sử dụng lâu dài những công trình cầu dân sinh hoàn thành có ý nghĩa rất lớn đối với đời sống dân sinh của người dân ở các vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn. Có phần giúp người dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, xây dựng nông thôn mới. Đây thực sự là một tín hiệu vui, có phần tạo nên sức xuân, sự vươn lên mạnh mẽ của huyện Mai Sơn trong năm mới. Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021, bà con nhân dân nhiều nơi đã có những cây cầu để đi lại thuận tiện hơn. Những cây cầu dân sinh được xây dựng tại các vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần thúc đẩy dân sinh kinh tế phát triển, nối những bờ vui đến với mọi nhà. Khép lại nội dung câu chuyện ngày mới tại đây, mời quý vị tiếp tục chương trình với góc cuộc sống. Thưa quý vị, chợ nhân đạo là chương trình ý nghĩa mang nhiều niềm vui đến cho người nghèo, người yếu thế ở tỉnh Sơn La. Đặc biệt chuẩn bị đón Tết năm nay, Hội chữ hợp đỏ tỉnh đã phối hợp với quỹ khuyến khích cộng đồng miền núi phát triển huyện Mai Sơn, Văn phòng Truyền hình Quốc hội thường trú khu vực Tây Bắc, VNPT Vinaphone Sơn La, Hội lái xe 26 tổ chức chợ nhân đạo vùng cao Xuân Tân Sửu 2021. Trên tinh thần không ai không có Tết, không ai bị bỏ lại phía sau. Phú Bầu là xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Sông Mã, xã có 8 bản với gần 80% đồng bào dân tộc Mông sinh sống cách trung tâm huyện 60 km. Đường giao thông đi lại khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo trên 60%, cận nghèo chiếm 13,07%. Hôm nay được đảng và nhà nước quan tâm cho quà Tết chúng tôi, hộ gia đình tôi là hộ nghèo, trong bản cũng có nhiều hộ nghèo nên chưa mua sắm gì cho ngày Tết. Hôm nay tôi rất vui, cảm ơn Đảng và nhà nước đã quan tâm để chúng tôi vui xuân đón Tết. Hàng năm vào dịp Tết, chính quyền huyện Sông Mã đặc biệt quan tâm đến các hộ dân nghèo, các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện nói chung và xã vùng cao Phú Bổ nói riêng, nhằm tạo thêm nguồn lực, động lực để người dân thêm tin vào sự quan tâm của Đảng, nhà nước, từ đó nỗ lực vươn lên thoát nghèo. Hàng năm thì cấp ủy đảng chính quyền và đặc biệt là được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của huyện ủy, ủy ban dân huyện và ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện à, còn đã có quà à, đến với hộ nghèo đặc biệt khó khăn không có khả năng tổ chức à, tết để người dân đảm bảo tết đầm ấm. Trợ nhân đạo được hội chữ thập đỏ tỉnh Sơn La triển khai từ năm 2019. Năm nay, hội đã kêu gọi các đơn vị tài trợ cho 370 hộ nghèo, đối tượng chính sách và các hộ bị ảnh hưởng do thiên tai, dịch bệnh, Covid-19 trên địa bàn xã Phú Bẩu. Đây là niềm vui của những người dân vùng cao nơi đây mỗi dịp Tết đến xuân về. Chúng tôi uh, tổ chức uh, bằng một hỗ trợ nhân đạo, uh, trong đó mỗi người dân Pháp cũng chúng tôi cũng phát những phiếu đổi quà. Chúng tôi có những gian hàng để phát quà cho bà con. Và những cái hàng hóa chủ yếu của chúng tôi là những cái hàng hóa thiết yếu để giúp cho bà con là có một cái tết đầy đủ hơn. Những món quà ý nghĩa đến với bà con vùng cao phú Bẩu, huyện sông mã yên tâm đón tết cũng là để người dân tin vào những chính sách an sinh xã hội của các cấp các ngành qua đó để người dân nỗ lực vươn lên thoát nghèo tiếp tục tăng gia sản xuất ổn định cuộc sống. Vâng, thông qua mô hình chợ nhân đạo, nhiều tổ chức nhà hảo tâm sẽ sẻ chia bằng hàng hóa lương thực nhu yếu phẩm thiết yếu. Vậy nghĩa nhân văn, nhân đạo của mô hình trong thời gian tới, hy vọng chương trình sẽ nhận được sự quan tâm của các cấp chính quyền, sự đồng hành của các đơn vị, nhà tài trợ để mở các phiên chợ nhân đạo sâu rộng trên địa bàn toàn tỉnh. Qua đó, người có hoàn cảnh khó khăn sẽ được hưởng lợi hơn từ uh, những phiên chợ ấm áp tình người này tới đây chương trình chào ngày mới sáng nay cũng xin được khép lại cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị và các bạn có một kỳ nghỉ tết vui vẻ và ý nghĩa